Chào các bạn nha, tiếng lệ phẩm nào, mới dính luôn, bự chảng luôn các bạn. Hôm nay mình tiếp tục quay clip này cho các bạn coi. Câu ếch mùa nước nổi phần 2 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhốt nó lại để tiếp tục. Chiến bè phẩm này các bạn. Rồi giờ tiếp tục nha các bạn. Đang bấy sấy con mồi luôn rồi các bạn ơi. Ở đây thì ếch bự bự à, lâu lâu mới dính con nha các bạn. Rồi xong. Đi câu của mình à, quay phim khó nha các bạn. Đây là quốc lộ 61B của tỉnh Hậu Giang nối liền với tỉnh Cần Thơ nha các bạn. Bạn nào ở Hậu Giang thì biết chỗ này rồi. Chiều chiều rảnh ra đây kiếm nồi canh chua chơi. Hôm qua mình cũng đi câu dính 3 kg các bạn. Mà hôm qua không có đem theo điện thoại, không có quay cho các bạn coi được. Qua câu khúc dưới thì ếch bự không. Đó 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 đó. Đây các bạn ơi. Các bạn thấy gì các bạn? Đây. Rất là dễ. Thu hoạch để mình nhốt nó lại. Con này thì cũng vừa vừa, không bự các bạn. Bạn nào chưa xem tập trước thì mình chỉ luôn lưỡi câu nè. Lưỡi câu bự nha các bạn, không có nhỏ nha. Tại vì cái miệng con ếch rất là bự. Đây gắn cọng rau muống để thả xuống cho nó khỏi dướng cỏ. Rồi tiếp tục. Mới lên 3 phút dính 2 con. Ăn nữa các bạn ơi. Đây. Quá đã không các bạn? Rất là nhiều. Bữa nay chắc là thu hoạch bộn à. Mồi câu là bằng con thằng lằn nha các bạn. Bắt con thằng lằn câu. Thu hoạch kiểu này chắc hết ếch quá. Đây các bạn nhìn rõ chưa? Con ếch nó rất là hổn ăn, miệng nó rất là bự nên mình câu rồi câu lưỡi câu bự bự vô. Nó không có nhát đâu con ếch, nó không có giống mấy con cá.
cá nhiều khi dễ mồi chứ ếch là không bao giờ. Ếch hổn thả xuống là táp liền, 10 con dính chín. Vẫn là cây cần câu trúc hôm bữa nha các bạn. Chỗ này mới có mấy người ta lội ở đây nè, nên là hơi bị động nước rồi. Để coi bụi gặm này có gì không. Bụi gặm thì thường ếch bự nha các bạn. Nhiều khi mình đi trúng cái chỗ người ta đặt ống lương đó các bạn, đặt ống lương người dở dớn rồi động rồi câu không được. Nó ăn rồi các bạn ơi, nhả rồi khùng quá. Biết có dính không nè. Rồi đây. Đây các bạn thấy chưa? Mình câu đây tới đằng kia chắc nó đầy bị à. Nói chơi vậy thôi chứ cả trên chục con có à. Ở trên đây thì mấy ông lão đi câu người ta hay nói chơi là may túi ma ba gang mang đi mà đựng. Rồi, chắc mình phải lên khúc trên kia, cái khúc này có người ta mới đi ghe ở đây động rồi. Các bạn xem video thấy hay và ý nghĩa thì đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn, để lấy động lực nha các bạn. Chiều rảnh mình ra mình câu quay lại cho các bạn coi. Mình tính mai đi câu cá rô cho các bạn coi nè. Ở gần mình chỗ thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đó, có chỗ câu cá rô mê dữ lắm. Chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ.